Sóc Sơn bé em xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bác. Chúc các bác một mùa đi bẫy bội thu nhá. Hôm nay em sẽ đưa đến cho các bác cái mẫu cạn kiềng 12 cm. Và trong cái video này em sẽ đưa đến cho các bác là chất lượng của cạn, và giới thiệu cho các bác cách đo và cách nên cạn như thế nào nhá. Vì nhiều bác mới tập chơi thì các bác chưa biết nên cạn. Trong video này em sẽ hướng dẫn cho các bác cách lên cạm, thì các bác theo dõi hết video cho em nhé, và em sẽ báo giá cụ thể. Đầu tiên em muốn đưa đến cho các bác là cái chất lượng cạm bên em, chất lượng làm từ sắt và thép, nó có độ bền và nó sẽ không bị gãy nhé, hiệu quả rất là cao, vì nó làm rất là dày. Cái vanh là vanh vuông các bác ạ, vanh vuông như này, cạm loại 1. Cạm 12 thì có loại 1 như này thôi, rất là dày và vanh là vanh vuông, làm từ sắt, đảm bảo với các bác là từ sắt luôn. Cái vanh bên trên này là sắt và thép đây. Cái chốt của nó là chốt luôn xuống vanh như này nhé, rất là chắc chắn và nó không bị chạy cạm. Cạm nó tròn và cầm nó đầm tay. Cạm 12 thì đảm bảo với các bác là cạm loại 1, không có loại 2. Cạm rất là dày dặn. Và bên em sẽ làm thiết kế cho các bác luôn, nếu mà các bác muốn mua cả bàn. Thì bây giờ là bên em sẽ đặt riêng cái bàn, miếng bàn tôn này, phun tĩnh điện màu đen, có tính ngụy trang rất là tốt. Khi các bác đi bẫy những con thú này, nó không thể nhìn thấy cái bàn này, vì nó màu đen, nó tối rồi. Có tính ngụy trang rất là tốt. Nếu các bác muốn mua cạm mà có cả bàn như này thì bên em làm sẵn cho các bác miếng bàn tôn màu đen như này nhé. Chỉ có bên em mới có cái miếng bàn tôn này thôi. Đấy. Vì bên em đã nghiên cứu và tìm tòi để đưa đến những cái sản phẩm tốt nhất cho các bác đi bẫy hiệu quả nhất nhé. Và bây giờ em sẽ lên cạm cho các bác, những cái bác nào mà mới tập chơi thì em sẽ lên cạm cho các bác để các bác biết cách lên cạm để đi bẫy nhé. Đầu tiên là các bác để cái miếng bàn vào giữa, bàn tôn vào giữa như này. Đó, các bác dẫm vào cái tai cạn, dẫm vào cái tai cạn như này, và cẩn thận thì các bác cứ dẫm luôn cả vào cái vanh này nha, và đặt vào đây, các bác gài khuy vào và từ từ thả tay ra. Đấy là cách lên cạn rất là dễ dàng. Em là đàn bà con gái em còn lên được cạn, các bác chắc là nhìn qua các bác sẽ biết lên cạn đúng không ạ? Đấy. Và nhiều khi lên cạn thì cái bàn nó không được cân thì các bác cũng có thể lấy một cái que các bác chỉnh. Đấy. Rất là dễ dàng nhé, chứ không phải là do cạn không cân hay như nào đấy mà cái bàn nó không cân đâu. Nhiều khi các bác lên, các bác mới chơi không biết thì lại bảo là bị lệch, bị đấy, nhiều khi là do mình cách mình mua về mình cách chỉnh nữa cơ. Các bác chơi lâu dài các bác sẽ biết cách chỉnh cạm nữa. Đấy là em nói sơ qua. Đấy, cách lên cạm là như này các bác nhé. Cạm và miếng bàn tôn màu đen, tính ngụy trang rất là tốt. Cạm bên em cạm loại 1 thì các bác nhìn này. Khi lên cạm rất là khít nhé, tròn vanh, khít vanh. Khít vanh là sao, vanh, hai cái vanh này nó khít với nhau. Đấy, và tròn vanh. Đây là cạm 12 cm. Và em hướng dẫn luôn các bác cách đo này. Các bác mua hàng mới chơi hoặc là các bác chưa biết cách đo thì đây, như các đơn vị bán hàng thì đo cạm bên em đo là ngoài vanh như này luôn và sang vanh bên này là 12 cm. Các bác nhiều khi các bác đến và bảo là không phải cạm 10, là các bác đo bên trong này là như là trong lòng mới là cạm 10 nhá. Đấy là các bác không biết đo, không biết mua hàng thì mới gọi lại bên shop và cãi lại như thế. Nhưng bên em từ trước đến nay em bán hàng và em hướng dẫn khách hàng đo cạm là đo ngoài vanh như này nhá, nên bán hàng hơn 15 nay và rất là uy tín, nên bên em sẽ không gửi nhầm cho các bác đâu. Và hơn nữa, từ cạm 12 trở lên nó là bàn rời chứ không phải bàn liền. Bàn liền là cạm 9 cm, còn từ cạm 12 trở lên nó là sẽ bàn rời như này nhá. Khi các bác lắp cạm, lắp bàn vào nó mới có bàn, còn không là bàn rời. Đấy. Và bên em bán cả bàn và cả dây, các bác muốn mua cạm có cả bàn cả dây, xem đến cái video này nhá, em sẽ, khi các bác đã xem đến video này thì em sẽ tặng các bác cả bàn cả dây cái cạm 12 này, giá 15.000 một chiếc. 15.000 một chiếc, đầy đủ bàn dây. Em sẽ để cho các bác hết
cái giá này hết tháng 12, có nghĩa từ giờ đến Tết dương lịch tháng 12 này sẽ cho các bác cái giá 15.000 cả bàn cả dây. Các bác muốn mua hàng gọi điện vào số điện thoại em ghi ở góc màn hình. Em số điện thoại đó có cả Zalo, nên các bác muốn mua hàng trực tiếp thì gọi điện hoặc nhắn tin Zalo em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác nhé. Các bác mua em bán từ 10 chiếc trở lên. Và các bác mua 10 chiếc thì sẽ cộng phí ship. Còn không muốn miễn ship thì các bác mua từ 30 chiếc trở lên và 30 chiếc và 50 chiếc trở lên em sẽ tặng kèm các bác nhé. Và trong cái video này thì em đã khuyến mại các bác tặng cả dây này. Dây rồi, nên các bác rất là có lời luôn nhé. Các bác muốn theo dõi những video sau em đăng tải lên thì các bác những video em đăng tải lên thì các bác đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông và bình luận thả tim thả like cho em để biết những video sau em đăng tải lên và khuyến mại em đưa đến cho các bác nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhé. Đây em sẽ sập cạn cho các bác xem chất lượng cạn bên em như nào nhé. Rất là nhạy luôn và mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.